Nó lửa bông bữa giờ nuôi nó căng lửa hot như cái máy vậy, bán có 14 củ mà không thấy không thấy ai hỏi mua. Kinh tế nó xuống sắc giảm anh đi chứ. Anh chị em thấy không? À, cái đầu nó chẳng, cái bụng nó chẳng đã ha. Đó. Cái dòng này thì anh chị em mình có thể thích hợp về nuôi ghép sinh sản ha. Đó, cánh trắng luôn nha anh chị em nha. Thích hợp về nuôi ghép sinh sản hoặc là về đi cà phê cũng được nha. Đó, thôi để em quay mấy anh chim rẻ cái nha mọi người nha. Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Chúc mọi người một cái ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và thật là nhiều sức khỏe. Bữa nay là coi như là giống như là cuối năm rồi, nó giao mùa, thời tiết nó cũng hơi se se lạnh rồi anh chị em à. Đó, anh chị em nào mà có tuổi rồi á, thì đi đường nhớ chịu khó mặc thêm áo khoác vô nha. Thời tiết bữa nay sáng sớm ra nó cũng khá là lạnh nha anh chị em nha. Rồi mô chuyên môn nè. Đó thì ngày hôm nay là em có một cái con chè than bội này rất là đẹp nha. Đó, có đúng một con này thôi, mẫu cũng khá là to ha, hai bên tách trắng rất là lớn. Đó, con này không có tạch lỗi gì hết. Đó, không tạch lỗi nha, chim bội rừng một mùa ấy anh, chim bội rừng chưa ăn cám nha anh chị em nha. Đó, rất là đẹp nha, mẫu khá đẹp. Con này thì 250k nha anh chị em nha. Đó, mẫu rất là đẹp nha. Anh chị em có nhu cầu cần em bắt ra không, em bắt ra cho anh chị em mình xem. Đó, để em quay đây để em bắt ra đâu, con này đẹp lắm anh chị em ạ. Đợi xíu nha, để em bắt ra nha. Ủa, cái con này nó ngoan lắm anh chị em ạ. Đây coi đuôi nè, đuôi đẹp ha. Đó, lồng mới nha. Con này giống như là chim bội ở ngoài rừng có mùa luôn nè anh chị em ạ, thấy không, chim chật lên bẫy luôn nè. Đó, mặt đầu rất đẹp nha. Đó, 250k nha, không bao ship nha. Đó, anh chị em nào mà ở tỉnh thì có nhu cầu á, bảo tồn á, thì nhớ chuyển khoản giùm cho em nha. Con này giống như là ở đây nó có cọc lông cũng như có cọc bông rồi anh chị em mà thấy. Thấy cái cọc lông mà đây đây. Cọc này nè, đó, giống như cọc bông nè, thấy không? 250k em này nha anh chị em nha. Đó. Bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho mọi người. Chim không trạch lỗi nha. Không bao ship nha anh chị em nha. Đó, ở tỉnh thì nhớ chuyển khoản trước giùm em nha. Đó, thả nó ra chuồng rồi. Rồi bây giờ tới con lửa nè, lửa rất đẹp nha. Hôm bữa nay có đúng một con này, tướng phải nói là khá là dài. Con này đuôi đuôi nó 19 4 19 năm gì á. Đó, con này để cho anh chị em mình nhanh gọn lẹ luôn, có đúng một con này thôi nha. Chim không tạch lỗi luôn nha. Đó, để cho anh chị em mình 600 cành nha anh chị em nha. Đó, chưa ăn cám nha. Đó, những cái con này là em đang review cho anh chị em mình xem là tất cả đều chưa ăn cám nha. Đó, 600 cành nha anh chị em nha. Con này đuôi nó cũng hơi tôm nhẹ xíu. Họ đuôi 19 4 19 năm gì đó, em không có đo kỹ nhưng mà con này khá đẹp. Đó, bây giờ tới quay lửa giá rẻ đây nè. Có lửa bội đuôi ngắn á, thì hôm nay là em có được 1 2 3 4 5 6 con lửa bội đuôi ngắn rất là đẹp, con nào cũng tướng nhỏ và siêng tặc nha. Anh chị em nào mà lấy lẻ một em nha, giá là 180, lấy hai em á giá là 350k. Nếu mà lấy 5 em nha, 5 em nha, giá là 750k. Đó, rất là mềm luôn. Đó, chỉ coi như là chỉ giao dịch trong ngày hôm nay thôi chứ ngày mai là không có. Đó, tại vì ngày hôm nay là bán hết rồi. Đó, mai thì em chưa biết là ngày mai có chim gì. Đó, cho nên là anh chị em mình đó, có nhu cầu bảo tồn, cái thứ nhất xem giùm em cái ngày mới nha. Đó, ví dụ như ngày hôm nay có ngày 30 rồi thì phải. Đó, con này con số 1 nè. Đó, cứ một cặp nha, một cặp hai con chim trống nha là 350k. Còn nếu mà lấy hết 5 con luôn nha, 750k 5 con nha. Tính ra đâu đó tầm tầm nó khoảng chừng có 150k một em à. Đó, 150 mấy ngàn á, 5 con á là 100, hình như là 152 trăm năm mấy đó. Nói chung là để chút xíu em lấy máy tính em tính nha. Đó, 5 con là 750k nha. Đây con này con số 2 nè. Rồi con này con số 3, toàn bộ lửa mét mùa này nha. Đây con số 3 nè, đó. Con này đuôi hơi tôm mà đuôi ngắn nè. Đó, con này con số 3, con này số 4 tập rất là lớn luôn nè. Và tướng khá là mini. Đó. Rồi. Con này con số 5 mà hôm nay không có nhiều chim đâu. Đó. Cho nên là sẽ tranh thủ quay cho nó nhanh cho anh chị em mình nha. Họa mi thì hôm nay em cũng hết rồi, ngày mai thì mới vô cái lô họa mi mới nha anh chị em nha. Đó, chim họa mi thì anh chị em mình cũng biết rồi, cứ ngày em bán khoảng chừng 3 4 5 con vậy đó. Đó thì một lần em nhập 3 40 con đó, thì nói chung là bán lai rai cũng hết rồi đó, cho nên là ngày mai em mới có chim mới nha anh chị em nha. Ngày mai thì em mới về chim họa mi mới, hôm nay thì không có.
Thôi anh chị em thông cảm nha. Rồi bây giờ em có hai con than này nè, thì hai con này nó hot nhiều rồi nha. Để đây đợi xíu để em để cái điện thoại xuống rồi em lấy xuống cho anh chị em mình xem nha. Rồi chuyện than á, thì bữa nay em có ba con, cái con bên tay phải là chim hót xòe thì khách mua rồi, còn hai con ở một con ở giữa nè, với lại một con bên tay trái á, là để em xem coi có con nó bị mất móng. À, con ở giữa là bị mất móng, con ở giữa là bị mất móng, con bên tay tay trái hình như là nó bị lâu lâu nó bị ngoái anh chị em, mà bị ngoái bị ngước á. Đó thì cả hai con bên bên phía tay trái và bên giữa đó nha là 900k một em. Đó cái con ở giữa là nó rất là to to khổng lồ luôn anh chị em, mà hot nhiều nha. Đó thì chim bị lỗi thì chắc chắn rồi, giá nó rẻ. À cái con ở giữa là nó bị ngoái nha anh chị em nha, bị ngoái nha. Đó còn con bên tay trái của em á là nó bị mất một móng đó, em nhớ lầm em. Do là hai cái con chim này là ngày hôm qua thì có anh trai đó, ảnh lúc mà buổi tối em tắt máy rồi á đó, thì anh có nhắn tin, anh kêu là em quay cho ảnh, nhưng mà tối em tắt máy rồi đó, cho nên là bữa nay em quay lại. Rồi bây giờ em sẽ quay cái con này nè, cái con mất móng này nè, con này rất là đẹp nha. Đó anh chị em nào mà chim, để em coi coi con nào cũng hai ba mùa hết rồi anh chị em à. Đây nè, cái con ở giữa nè, con hai ba mùa không à, hot nhiều nha, hai ba mùa hot nhiều luôn. Chim rừng nha anh chị em nha, chim rừng chứ không phải chim bổi rừng á, người ta nuôi lên chim mùa hai rồi. À, cái con mà đang trước mặt anh chị em mình nè à, là con này mùa thứ ba, còn cái con ở phía 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 bên trong kia kìa là cái con đó mùa hai, con này là mùa ba nè, nó bị mất một cái móng móng út đó nha, cái móng biên đó, người ta gọi là cái móng biên đó, mất một móng, nó còn cái cùi cùi tí xíu à. Đó thì nói chung là mình nó như vậy thì mình bán chim lỗi nha anh em nha. Nó để cho anh cho mình giá 900 cành thôi, nó chỉ bị có một cái lỗi như vậy thôi, nhưng mà cái mẫu thì phải nói là rất là to luôn nha. Còn cái con này hot share thì khách mua rồi đó, thì này là em đang kè em quay cho anh chị em mình xem thôi đó. Em còn cái lông họa mi nữa, đợi xíu nha, em còn cái lông họa mi này nè, để em cắt mấy con này đi đã rồi em lấy cái lông họa mi xuống em quay cho anh chị em mình xem nha. Rồi đây là cái lông họa mi mà em hôm bữa ông anh ổng mua 1,2 triệu nè, cái lông này nè, lông họa mi Hà Nội nha. Đó thì nó không có phụ kiện gì hết anh chị em à, áo cũng không có, chỉ có mỗi cây cầu thôi. Thì cái lồng này cũng để đem ra ngoài sáng quay cho anh chị em mình cho nó rõ, đẹp lắm. Đó, lồng này thì lên nước rồi ha. Anh chị em mình chịu khó về vệ sinh sơ lại cái, sau đó là mình quét cái dầu baby Johnson đó, đó. Hoặc là dầu máy may á, mình quét lên cái là lên nước đẹp à. Đây. Lồng này thì nó chạm nha. Chạm rồng nè, đó, chạm rồng, chạm phụng gì đó các kiểu luôn ha. Lồng chưa có hư hao lai gãy gì hết nha. Đó, chanh nè. Chanh này người ta chạm rồng mà chạm lủng nha, chứ nha, chứ chứ không phải là chạm mà dạng như chạm chạm dán nha anh chị em nha. Nó chạm lủng luôn nha, chạm lủng thì nó mắc hơn là cái chạm CNC mà nó chạm mà sau đó là người ta dán lại đó, thì cái chạm đó thì nó rẻ hơn. Còn này người ta chạm là chạm lủng nha. Đó lồng rất đẹp nha anh chị em nha. Đó hôm bữa là ông anh ông mua 1,2 triệu đó, giờ thanh lý lại coi như là cái lồng này là 900 cành nha, và em không có bao ship nha. Đó anh em nào mà ở tỉnh thì vui lòng nhớ chuyển khoản giùm cho em nha. Đây con lửa bông nó hot dữ quá, bữa nay chắc lại lấy lửa bông ra quay quá, bữa giờ bán ế quá anh chị em à, lửa bông bán không được anh chị em ơi, do là giá trị nó cao quá mà kinh tế giờ nó khó khăn. Đây đó tạm thời quay cái lồng đi. Ở cái này thì ổng anh người ta dán keo nữa, này mình cạo ra cái là bung ra nha, lấy cái dao rọc giấy á, khựi cái là bung ra đó, chứ không có gì hết nha, lồng chưa hư hao lai gãy gì hết nha. Đó anh chị em mình có nhu cầu bảo tồn thì cứ alo lại giùm cho em nha, 900 cành nha. Có cái này nhỏ keo lại nè, còn mấy cái này thì mình lấy dao á, mình cậy cậy cái keo bung đi cho nó đẹp ha. Lồng không có áo nha anh chị em nha, không có áo không cái gì hết á, chỉ có cái lồng này không thôi đó. 900k nha anh chị em nha. Lồng này anh chị em mình có thể nuôi họa mi chòe than hay nuôi khú gì cũng được nha anh chị em nha. Đó rất là đẹp nha. Rồi
Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhé.